Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Đây chính là đấng mà tôi đã nói rằng có người đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, vì người vốn có trước tôi. Phần tôi, trước tôi không biết người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để người được tỏ mình ra trong Israel. Và Gioan đã làm chứng rằng tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời xuống ngự trên người. Và trước tôi không biết người, nhưng Đức đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: người thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai thì chính người đó là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy và làm chứng rằng người là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nghe bài tin mà hôm nay chúng ta tự hỏi: ông Gioan Bautista có biết Đức Giêsu hay không? Chắc chắn câu trả lời là có. Có là bởi vì Đức Maria là em của bà Elizabeth, cho nên Chúa Giêsu và Thánh Gioan có họ hàng với nhau. Tuy rằng hai bên ở hai miền, Galilea miền Bắc và Judea miền Nam xa nhau, ít khi gặp nhau, nhưng mà chắc chắn cũng có gặp nhau và cũng có biết nhau. Không nhiều lắm nhưng mà chắc biết nhau. Thế nhưng mà đấy chỉ là cái biết về phương diện bà con, anh em họ hàng ngay tự nhiên, giống như chúng ta biết nhau chung chung vậy thôi. Ông Gioan chưa biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là đấng cứu thế. Cho nên khi ông làm phép rửa tại sông Gio-đan, người ta đến với Thánh Gioan rất là đông. Đức Giêsu cũng có lần xếp hàng để xin chữa phép rửa. Và khi Gioan thấy Đức Giêsu, ông ngạc nhiên, sợ hãi nữa. Ông ta nói với Chúa Giêsu rằng: đáng lẽ tôi phải đến xin Ngài làm phép rửa, tại sao Ngài lại đến với tôi? Chúa Giêsu bảo rằng: thôi, chúng ta cứ chu toàn bổn phận theo thánh ý Thiên Chúa Cha. Bây giờ Chúa Giêsu đến để rồi Ngài liên đới với toàn thể nhân loại. Ngài đến để Ngài chữa phép rửa, để thanh tẩy tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Và sứ mạng của Gioan là đứng làm phép rửa cầu sẽ đơn ta tội, chứ phải là bí tích rửa tội. Thế nhưng mà đồng thời Thánh Gioan cũng nghe thấy Chúa Thánh Thần nói trong tâm hồn mình rằng: người thấy Thánh Thần đậu xuống trên ai, người chính là đứng làm phép rửa bằng Thánh Thần, là đấng cứu thế. Cho nên khi Chúa Giêsu bước dòng sông Gio-đan để chữa phép rửa thì Thánh Thần Chúa đậu xuống trên Chúa Giêsu, và có tiếng Chúa Cha từ trời phán: đây là con ta ưu dấu, con đẹp lòng ta mọi đảo. Chính vì thế mà Gioan xác tín rằng Đức Giêsu, người bà con của mình đấy, về phương diện huyết nhục nhưng mà cũng là đấng cứu thế. Cho nên khi thấy Chúa Giêsu đi đến với mình thì Gioan chỉ và giới thiệu: đây là chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Một lời làm chứng rất là can đảm như thế để mời gọi mọi người đến với Chúa Giêsu, bởi vì Gioan ý thức mình chỉ là người phù rể, mình chỉ là người dọn đường mà thôi. Giờ đây Chúa Giêsu đã đến, sứ mạng của Ngài bắt đầu xuất hiện, và Gioan dần dần lui vào trong bóng tối, để như Thánh Gioan có nói đấy: Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ đi. Sứ mạng của Gioan dần dần đi vào trong bóng tối, và sau cùng Ngài chấp nhận chịu chết ở trong tù ngục để làm chứng cho Chúa lần cuối cùng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lắng nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy rằng cần phải ơn Chúa soi sáng, chúng ta mới nhận ra Chúa như là Gioan Bautista. Vì thế mà ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục hiện diện ở trong giáo hội, Chúa hiện diện trong lời Chúa mỗi lần chúng ta lắng nghe. Cho nên chúng ta nói là đây là lời Chúa Giêsu đấy, lời của Chúa. Và đồng thời Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể, mà một lát ở đây chúng ta sẽ lên rước Chúa Giêsu thánh thể đến trong tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chúng ta giống như là Đức Mẹ Maria ngày xưa, là chúng ta đón nhận ngoài hai tiếng Chúa đến với chúng ta, để chúng ta cũng có sứ mạng là đem Chúa đến với anh chị em, giống như Đức Maria đi thăm viếng gia đình của ông Zacaria và bà Elizabeth. Và đồng thời Chúa Giêsu còn hiện diện trong anh chị em của chúng ta nữa, như lời Chúa Giêsu nói rất rõ: những gì chúng ta làm cho anh chị em là chúng ta làm cho chính Chúa. Cho nên Chúa hiện diện cho anh em, vấn đề là chúng ta có thấy Chúa hay không. Mà muốn thấy Chúa đó, chúng ta phải có đức tin. Và đức tin đó là ơn soi sáng của Chúa. Chúng ta thấy cái thời Chúa Giêsu hoạt động đó, 3 năm đi với các tông đồ, đi rao giảng tin mừng, đâu có mấy người nhận ra Chúa đâu. Bởi vì họ không có cầu nguyện, không có được ơn Chúa soi sáng. Các tông đồ mãi sau này mới có niềm tin xác tín. Chúng tôi đã trông thấy, đã đụng chạm, đã sờ mó đến ngôi lời của Thiên Chúa. Thánh Gioan trong lá thư của Ngài, Ngài xác tín như thế. Cho nên cần phải có ơn Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta cũng cần phải có ơn Chúa. Nếu không có ơn Chúa đó, chúng ta nhìn nhau cũng chỉ là nhìn nhau như là người là hàng xóm láng giềng, những người cùng giáo xứ, những người Việt Nam hay là cũng là những người chung vậy thôi. Nhưng mà để nhìn thấy Chúa đó, chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin này chúng ta phải cầu nguyện. Tôi vẫn nhớ đọc cái câu chuyện đó. Có hai cái tu viện sống gần nhau, một cái tu viện Công giáo, một cái tu viện của anh em Chính thống. Hai tu viện ban đầu người ta đến, người ta cầu nguyện rất là đông, có nhiều người đi tu lắm. Anh chị em đến cầu nguyện sốt sáng lắm. Thế nhưng mà sau này dần dần cái tu viện Công giáo thì lại giảm sút đi, người đi tu ít và người ta đến người ta cầu nguyện cũng ít đi. Cho nên cha bề trên trái buồn lắm. Trái không biết suy nghĩ tại sao như vậy. Trái sang hỏi cái tu viện trưởng của bên tu viện Chính thống rằng tại sao tu viện của quý vị vẫn đông sầm uất, vẫn có nhiều người đi tu, có nhiều người đến cầu nguyện như thế. Bên chúng tôi giảm sút lắm, đáng thương lắm. Thì tu viện trưởng bên Chính thống bảo rằng Ngài về Ngài nói với những đệ tử cũng như là các tu sinh đó, Chúa Kitô đang hiện diện trong một các vị. Các vị phải lưu ý điều ấy. Cho nên cha bề trên về cảm ơn, rồi quy tụ các thầy cũng như các tu sinh lại và nhắc rằng Chúa Giêsu đang hiện diện ở trong một người anh em chúng ta đấy. Chúng ta phải để ý. Khi mà cái tiếng được truyền ra thì các tu sĩ cũng như là các tu sinh ở trong cái cộng đoàn của tu viện Công giáo đó bắt đầu thay đổi cái nhìn. Biết mình cũng là Đức Kitô rồi. Thế nhưng mà người bên cạnh mình ấy, có khi cái anh này quê vậy, anh này ít học như vậy, anh này chỉ có đạo đức mấy, nhưng mà Chúa hiện diện ở trong anh ta. Cho nên từ đó cái nhìn thay đổi, cái cung cách sống thay đổi nhau. Ai cũng tôn trọng người khác, quý mến người khác, yêu thương người khác. Và trong cái giờ đạo đức sốt sáng hẳn lên. Và chính khi các tu sinh, các tu sĩ và sốt sáng như vậy đó, thì dân chúng đến cầu nguyện rất đông. Và cái sinh hoạt của cái tu viện Công giáo đó lại trở lại sinh hoạt rất là sầm uất. Là bởi vì mỗi người xác tín rằng Chúa đang ngự trong anh chị em mình. Gia đình chúng ta cũng vậy thôi. Chồng vợ phải thấy Chúa trong nhau, cha mẹ thấy Chúa nơi con cái, tức là con cái phải thấy Chúa nơi cha mẹ để kính trọng, để yêu mến, để vâng lời. Những người hàng xóm láng giềng chúng ta đã có thể có những người chưa tốt, có những người còn có những cái tật xấu vân vân. Trước đây thì mình cứ thành kiến cái anh chị mình không thích, thế nhưng mà giờ đây với cái nhìn đức tin rằng Chúa ở trong anh chị em đấy, bởi vì trong cái ngày thẩm phán ấy, Chúa nói rất là rõ những gì chúng ta làm cho anh chị em làm, chúng ta làm cho Chúa đấy. Nếu chúng ta xác tín như thế, chúng ta làm những việc đạo đức bác ái, nhất là trong cái dịp cuối năm này chuẩn bị bước sang cái năm mới. Tôi nghĩ là giáo xứ nào cũng vậy, đều có những công tác đạo đức, đặc biệt là những công tác bác ái đối với anh chị em nghèo, những bệnh nhân trong giáo xứ. Mỗi ngày chúng ta hy sinh một chút để chúng ta chia sẻ, và chúng ta đem quà tặng đến cho anh chị em ta, ít nhất là bằng lời cầu nguyện, bằng việc thăm viếng, thăm hỏi, nâng đỡ nhau cách để cách khác. Và chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đang ở trong anh chị em chúng ta như thế. Lòng đạo chúng ta sẽ gia tăng đi. Và những anh chị em khác thấy cái thái độ sống đạo của chúng ta tốt như vậy, chắc chắn những anh chị em đã cũng được nâng đỡ để cộng đoàn giáo xứ chúng ta thăng tiến đạo đức hơn. Nhất là cộng đoàn lòng thương xót Chúa của chúng ta đấy, luôn luôn cầu nguyện để xin lòng thương xót Chúa, xót thương tha thứ quá khứ lầm lỗi trong năm cũ của chúng ta, để xin Chúa đổ tràn đầy ân sủng tình yêu Chúa trong tâm hồn của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta đây, để bằng này anh chị em ta trở về gia đình, đến môi trường sống và chúng ta có một cái nhìn mới, chúng ta cung cách sống mới với anh chị em ta, thấy Chúa trong anh chị em để chúng ta cư xử với nhau tốt đẹp hơn. Chắc chắn đời sống đạo đức chúng ta cũng gia tăng, và cái tinh thần đạo đức đó cũng lan tỏa ra anh chị em xung quanh để chúng ta trở thành chứng tá cho Chúa.